Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay Hoa Kiển Kim Trang xin giới thiệu đến cả nhà cây bông trang hoàng kim đỏ, một loại bông màu rất là tươi. Hiện tại là ảnh cao 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang, 5 gang tay nha cả nhà. 5 gang tay là tương đương 9 thất mấy đó nha cả nhà. Cây cũng khá là cao, to, khỏe rồi. Cô chú anh chị thích bông trang hoàng kim đỏ, cây cao tầm là 9 thất mấy này thì cứ alo chị shop em à. Hiện tại thì cây đang cho hoa và nụ. Đó, ảnh đang nở rực rỡ hết trơn á. Đẹp lắm luôn cô chú anh chị ơi. Cái gốc của ổng thì to, cũng to lắm rồi. Hoa nở tươi rối à, rất là sáng. Cô chú mua về trưng á là màu đỏ này ảnh tươi lắm, làm sáng trước cửa ngõ mình. Hoặc là cô chú mua về làm giống á, cây này khỏe lắm rồi. Cứ yên tâm, vững lòng mua thì cứ alo, inbox đặt hàng. Số điện thoại em để trên góc trái màn hình là 0911 643 600. Cây hiện tại là một cốt hết nha cô chú anh chị. Một cốt mà bông to đùng, thấy cưng lắm luôn. Màu đỏ tươi. Cây này là cô chú mua về là để vô chậu chơi liền luôn, khỏi có dưỡng gì hết trơn. Rồi tiếp theo em lấy cây này cho cả nhà xem. Anh này ảnh một cốt, hai nhánh hai bên, nhánh này có hoa đây, và nhánh bên đây cũng có hoa. Cây rất là khỏe rồi. Và nữa anh còn lên tược, lên cành nữa nha cả nhà. Rồi em lấy tiếp cây này cho cả nhà xem. Cây này ảnh cũng rất đẹp nha. Đọt nào cũng có bông hết, rất là đẹp. Cao 9 tấc nha cả nhà. Đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Cao 5 gang tay em luôn nha cả nhà. Đọt nào cũng có hoa, cho nên là cô chú cứ yên tâm cái mặt hoa. Rồi em để vào. Thì cây nào cũng có bông, cây nào cũng có nụ, đang cho mặt hoa. Cô chú mua về rồi là chưng ngay, cô chú cứ yên tâm và đừng có lo về mặt hoa. Cái gốc là cỡ ngón tay út của em trở lên nha cô chú anh chị. Đây em đem gần lại cô chú anh chị xem nè, cỡ ngón tay út của em. Đẹp lắm, thân rất là khỏe rồi. Rồi em để cây này vào. Rồi thì cô chú anh chị thích hoàng kim đỏ cũng như là yêu thích cái dòng hoàng kim đỏ thì cứ alo cho em. Anh hoàng kim đỏ này ổng cũng giống trang tàu Thái Lai lá trung màu đỏ, nhưng mà ảnh hơi khác một chút. Là cái cánh của ảnh, ảnh bầu, ảnh tròn, và cái nhụy, cái nhụy ở giữa cánh, viền cánh ảnh vàng vàng rất là đẹp, nổi bật hơn trang tàu Thái Lai đỏ lá trung. Thì em sẽ để cái hình ở kế bên để cho cô chú anh chị và các bạn có thể thấy được cái bông trang tàu Thái Lai lá trung với hoàng kim đỏ này. Ảnh na ná nhau nhưng mà hoàng kim đỏ sẽ đẹp hơn. Thì cô chú anh chị và các bạn nhớ ủng hộ cho shop em qua cái số điện thoại em để trên góc trái của màn hình. Rất là mong được sự ủng hộ từ cô chú anh chị và các bạn gần xa, để trong cái thời gian giãn cách xã hội này, xuống chỉ thị 15 rồi, cô chú mua ủng hộ shop em với để có thu nhập. Cuối video thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ kênh YouTube của em trong thời gian qua. Và nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ shop tiếp tục nữa nha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà.